Hello, xin chào các bác nhá. Chào toàn thể khách yêu của Bảo Lộc TV và Mật ong Bảo Lộc. Đây, hôm nay chia sẻ với anh em một tí kinh nghiệm rất là quý trong khi mình là nằm ong. Đối với các bác nào mà nuôi chỉ khoảng vài đàn thôi, 2-3 đàn, 4-5 đàn gì đấy, thì khi mà 1-2 đàn của mình nó bị mất chúa hoặc là chúa nó không đẻ nữa, chúa già rồi không đẻ nữa, các bác không biết xoay sở như thế nào và cũng không có làm được nụ chúa, cũng không làm được chúa, thì các bác nên xem cái phương pháp này để chúng ta ở nhà có thể là sàng qua sàng lại để vẫn đảm bảo được cái đàn của mình vẫn giữ được quân, vẫn giữ được thế và vẫn phát triển tốt nhé, chờ chúa. Ok, trước tiên thì xin phép được nói với một số các bác là anh em mua hàng ấy thì liên hệ số điện thoại góc trên này này đó, số điện thoại là 0339638112, Zalo và Facebook. Còn mình cứ nhắn tin hỏi mua ở trên kênh ấy thì YouTube nó không có cho mình mua bán ở trên đó, cũng như là không cho mình để cái số điện thoại ở phần bình luận. Đấy, nó spam mình liền, cho nên là các bác lưu ý nhé, mình cứ mua ở trên này. Đấy, còn các bác nào mà vào thấy mình chia sẻ kinh nghiệm nó quý báu, có ích cho mình thì cho mình một like cũng như là một đăng ký nhá. Ok, bây giờ đi chia sẻ luôn đây. Thì như các bác thấy đây là cái đàn của mình vừa mới bỏ ra đây. Đàn này là đàn mất chúa lâu ngày rồi. Đấy, từ hôm bữa mình làm nụ nó cũng không được. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phát sàng cầu. Thì bình thường là nó mất chúa thì nó không có quân mấy, vâng ạ, chỉ còn con già thôi, đúng không? Ta lớp ba thế hệ kia là trùng trứng và trùng lỡ, nhộng nhất cũng không có. Đấy. Thì bây giờ cái cầu này thành cầu trơn. Nếu mà chúng ta để lâu quá, đúng không? Để lâu quá thì con già này nó chết hết. Đúng không? Con già chết hết thì nó thành cái cầu trơn thế này và cả cái thùng mình luôn, nó không còn một gì hết. Đúng không ạ? Chờ chúa đến lúc mà chúa mà không đạt ấy, mà không đẻ đái mấy thì cũng rất là lâu. Đến lúc con già nó làm việc và nó chết rồi thì cũng không còn là bao nhiêu quân cả. Thì cái đàn mình rất là yếu. Đấy. Hôm nay chia sẻ với anh em phương pháp này nó hiệu quả lắm này. Đây. Bây giờ các bác nhìn thấy cái cầu như thế này đúng không? Đấy. Các bác tìm một cái đàn, đúng không? Các bác có một cái đàn nó có chúa và vẫn đẻ bình thường thì các bác sàng nó sang bên này. Đấy. Mang cái cầu trơn này sàng sang bên này. Đấy. Mang cầu trơn sàng sang bên này. Quay gần lại cho bác xem nhé. Và chúng ta lấy cái cầu bất kể trứng trùng diện được. Lúc là bây giờ bên kia nó có quân rồi mà. Các bác mang trứng trùng sạn được nhưng mà rũ con già nó xuống. Rũ con già xuống lại bên này. Đấy. Nói chung là có thế hệ thì càng tốt, không có thì trứng trùng gì cũng được hết, cứ mang sang bên đấy, bỏ vào đấy. Mình cứ rút lại con già như thế này. Đó, chúng ta lại mang sang bên này cho nó để. Đấy. Lại mang sang bên này để. Đấy, nếu mà nó mất lâu quá thì các bác có thể là lại sang tìm một cái đàn nữa. Đấy, một cái đàn nữa, chúng ta lại rút cái đàn ở bên này chẳng hạn vậy. Bây giờ đàn này nhá. Rút thêm một cái cầu bên này nữa. Đây. Nếu mà chúng ta lấy của một đàn á thì cái đàn này nó lại mất một thời gian, nghĩa là hai cái cầu nó mất một cái đợt lượt quân mới ấy, thì nó thành rất là danh xuống đàn. Đấy, nó phải làm lại đầu thì chúng ta mỗi đàn chúng ta rút ra một cầu thì nó chia đều ra, đúng không? Chia đều ra bởi vì như các bác mà 5-7 đàn thì chúng ta chia đều ra thì nó sẽ khỏe hơn. Đấy. Ok, bây giờ lại rút ở bên này ra. Cầu mới bỏ vào đẻ đã chưa? Cầu mới này đẻ hết rồi này. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là mình có lấy cả ba thế hệ đi cho nó đều quân, lấy nhộng không cũng được nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái đàn này nhiều nhộng. Đây, lấy cái này đi, để ý xem có chúa không nhá, rũ xuống nó lại động lại bay mất. Đấy. Rồi chúng ta lại sang bên này. Đặt vào bên này. Đó.
lại rũ một cái cầu bên này ra. Rũ cầu bên này ra để chi? Thứ nhất là chúng ta để nhiều quân quá, nhiều cầu quá thì bên trong này nó quân nó không đẻ, nó không làm đâu. Ít quân quá nó thừa quân ấy, thì chúng ta cũng phải rút cái cầu bên này sang để mang sang bên kia cho bên kia đẻ, đúng không? Mục đích chúng ta sàng cầu ấy là bây giờ mang cái cầu này sang bên này cho nó đẻ mà. Đấy, mang cái cầu đẻ rồi mang sang bên kia. Đấy, tóm lại là như vậy. Vứt vào giữa này cho nó đẻ. Đúng, nó đẻ ở đây. Đấy. Ngày mai mốt nó đẻ liền luôn mà. Thì bên này chúng ta vẫn có cầu 5 cầu bình thường, đúng không? 6 cầu bình thường. Và mai chúa đẻ thì cầu kia nó sẽ có trứng lại tiếp tục nuôi. Còn bên này thì như có thể là nó có 2 cầu rồi. Đúng không? Nó có 2 cầu trứng, cầu trùng nhộng các thứ có đầy đủ hết rồi thì không lo nữa, không lo thế hệ về sau nữa. Thì cái đàn này chúng ta chờ chúa thì vô tư thôi, chờ thoải mái luôn. Đấy. Ok, đây là cái phương pháp sàng cầu nhá. Chia sẻ với tất cả các bác, tất cả các anh em. Anh em thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ nhá. Ok, chào và hẹn gặp lại các bác.